Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam và Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ cho đồng bào Quảng Trị bị lũ lụt. Tổng biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ và các phó tổng biên tập, Chủ tịch Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam Nguyễn Văn Vui, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tham dự chương trình. Theo đó, tại Báo Quảng Trị, chương trình đã trao hỗ trợ 40 suất cho cựu thanh niên xung phong bị thiệt hại nặng do lũ lụt, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật. Trao hỗ trợ 2 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được phản ánh trên Báo Quảng Trị. Đoàn của Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam và Báo Quảng Trị cũng đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bằng tiền mặt cho 3 gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Cam Lộ, huyện Triều Phong và thành phố Đông Hà với mức 5 triệu đồng trên một gia đình. Đây là những suất quà đầy ý nghĩa nhằm tri ân hỗ trợ cho những người có công với cách mạng, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm nhiều niềm vui, vững vàng niềm tin và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Ngoài hỗ trợ cho cựu thanh niên xung phong, người dân bị lũ lụt khó khăn, bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam đã nhận đỡ đầu dài hạn cho hai chị em ruột mồ côi là cháu Phan Thị Hà Vi, 11 tuổi và Phan Thị Trà Giang, 12 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, với mức hỗ trợ mỗi cháu là 1 triệu đồng trên một tháng. Cháu Phan Thị Trà Giang cho biết, gia đình em gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi ba mất. Hai chị em rất vui khi được các bác, các cô, các chú ở Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam nhận đỡ đầu dài hạn. Đây là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với hai chị em có điều kiện để tiếp tục con đường đến trường cũng như giảm bớt đi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Hai chị em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng tin tưởng giúp đỡ từ Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam và Báo Quảng Trị. Là khi chúng tôi trao quà thì chúng tôi có cảm nhận một việc là cái giá trị của đoàn chúng tôi được đến đây và chúng tôi có cơ hội được làm những việc với những người thanh niên xung phong đã bỏ tuổi thanh xuân và cả xương máu để giữ cho đất nước Việt Nam mình cho ngày hôm nay trong thời chiến. Và tôi thấy một điều rằng là mảnh đất miền Trung trong thời chiến thì là cái nơi mà phải hứng chịu rất nhiều những bom đạn, và đến thời bình thì khô hạn rồi thì bão lũ. Vậy tôi cũng mong muốn là các cái tổ chức hảo tâm thiện nguyện, chúng ta hãy tìm đến cái địa chỉ là Báo Quảng Trị để chúng ta làm thiện nguyện, vì chúng tôi đến đây được cơ quan báo hỗ trợ toàn bộ và ăn ở đi lại. Cái điều này là tôi thú thật là tôi cũng chưa thể nghĩ được là khi chúng tôi đến đây được tiếp đón như vậy. Và tôi thay mặt cho Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam một lần nữa là cảm ơn cơ quan báo Quảng Trị đã hỗ trợ chúng tôi về những việc đó. Xin cảm ơn. Dịp này, Tổng biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ trao tặng bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam vì đã có nhiều ủng hộ đồng bào Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn cơ quan báo của tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam chúng tôi xuyên suốt cái chặng là đường chúng tôi làm thiện nguyện. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ còn tiếp tục để đồng hành cùng với báo Quảng Trị và cùng với anh em Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam, chúng tôi sẽ tìm ra thêm các cái gia đình, các cái đối tượng mà cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ xem xét cùng với báo là chúng tôi sẽ làm thêm. Hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có nhiều những cơ hội để chung tay hỗ trợ cho người dân ở các vùng khó khăn. Và thay mặt cho Ban chấp hành Máy Công trình Việt Nam, tôi xin được cảm ơn cơ quan báo của tỉnh Quảng Trị, xin cảm ơn các cơ quan chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho đoàn chúng tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn.